Mời ông Vũ Hoàng Chương tới ăn cơm trưa ở tại chùa Trúc Lâm. Vũ Hoàng Chương là một thi sĩ nổi tiếng ở quê nhà. Hồi đó thầy làm chủ nhiệm ở Phường Sang Hải Triều Âm, một tờ báo của Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mỗi tuần là in 50.000 số. Và Vũ Hoàng Chương thì phụ trách về cái mục thơ ở trong đó. Tôi còn nhớ là hôm đó Vũ Hoàng Chương không có ăn gì hết, nhấm nháp và chút thôi, chỉ ưa nói chuyện thơ mà thôi. Trong khi đó các sư chú để rất nhiều thời giờ để làm những món ăn chay thật ngon. Thầy cho Toàn hồi đó làm tổng thư ký của tập sản, và thầy làm việc rất là đắc lực, rất là gần gũi với thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Vũ Hoàng Chương có một bài thơ 28 chữ, đọc lên nghe giàu lắm. Vũ Hoàng Chương có cái lối thơ gọi là nhị thập bát tú, nghĩa là 28 ngôi sao. 28 ngôi sao nghĩa là 28 chữ, mỗi hàng thì 7 chữ, 4 hàng thì là 28 chữ. Cái bài thơ đó như thế này: dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, xương bò nát óc, máu thầm rơi. Chiều nay một tiếng, một dấu than buông dứt, đinh đóng vào sân, tiếng trả lời. Có thể viết lên trên bảng, quý vị đọc cho nó thấm. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, xuyên bò nát óc, máu thầm rơi. Chiều nay một chấm than buông dứt, đinh đóng vào sân, tiếng trả lời. Mỗi hàng 7 chữ, 4 hàng là 28 chữ, gọi là nhị thập bát tú. Nhị thập bát tú là 28 ngôi sao. Vũ Hoàng Chương làm nhiều bài như vậy lắm, mỗi bài 4 câu, gọi là thất ngôn tứ tuyệt.
Trong cái bài thơ này nó có hai cái dấu, là một cái dấu hỏi và cái dấu than. Dấu hỏi tức là question mark, dấu than là point exclamation. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, tức là một cái kiếp của con người 50 năm hoặc là 70 năm hay là 100 năm. Thì sống ở trong cái giai đoạn đó, người ta đặt biết bao nhiêu là câu hỏi. Câu hỏi về tại sao mình có mặt ở đây, mình có mặt ở đây để làm cái gì, mình từ đâu tới, rồi sau khi chết mình sẽ đi về đâu. Thế giới là thường hay là không có thường? Đời sống có một ý nghĩa gì hay không? Và những câu hỏi đó nó quá nhiều và nó bao quanh. Và từ khi mình sinh ra cho đến khi mình chết đi, những câu hỏi đó không có bao giờ buông mình ra cả. Và dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Sên bò nát óc. Những dấu hỏi đó, cái hình của nó giống như là những con sen. Con sen chắc không có dịch là escargot được đâu. Cái con gì mà nó giống như cái dấu hỏi này? Snail. Nói vậy đó. Nói đây này. Sinh bò nát óc. Tại vì cái dụng cụ mà mình dùng để suy nghĩ á. Cái dụng cụ mà mình để suy nghĩ là cái bộ óc của mình. Mất chỉ từng này thôi. Cái brain, khối óc của mình. Và mình cứ tưởng tượng những con sen nó bám vào trong đó. Những câu hỏi nó luôn luôn bám sát lấy cái bộ óc của mình. Sen bò nát óc. Đó là một hình ảnh rất là ghê rợn. Trong đầu mình nó có những cái dấu hỏi, có những con sen nó bám vào và mình suy nghĩ nát óc mà vẫn không có đưa lại được những cái câu trả lời, như là ta là ai, ta được từ đâu tới, và khi ta chết rồi thì ta sẽ đi đâu. Sen bò nát óc, bốn cái chữ đó rất là mạnh. Và những cái dấu hỏi hình dáng của nó là những con sen. Nghĩ cho đến nỗi máu nó rơi thành từng giọt, tức là mình rất là tha thiết, mình cố tình mình tìm hiểu và khiến cho cái sự suy nghĩ đó nó làm rơi những cái giọt máu từ cái cơ thể mình, từ cái khối óc của mình. Máu thầm rơi tức là cái dấu này đấy. Cái hay của thi sĩ là dùng cái hình ảnh sen bò nát óc, máu thầm rơi. Máu thầm rơi, máu nó rơi xuống thành từng giọt. Cái này là cái số phận của những nhà triết học. Anh sinh ra là một nhà triết học thì anh phải suy nghĩ. Anh phải suy nghĩ để tìm ra những câu hỏi về cái kiếp nhân sinh, về cái cuộc đời. Cái đời của anh được diễn tả bằng câu hỏi. Cái đời của anh được diễn tả bằng hình ảnh
xương bò, nát óc, máu thầm hơn. Đọc thơ mà đọc không kỹ thì không có thấy được mấy cái đó. Chúng ta thấy rằng ở trên cuộc đời nó có hai loại người không có bị khổ đau về cái trường này. Là cái loại đầu là cái loại của những người rất là giàu. Tại mình giàu quá đó, thành ra mình phải chạy theo tiền bạc. Tại vì mình đã giàu rồi thì làm sao mình có thể ít giàu hơn được. Thành ra tất cả thời giờ và năng lượng của mình là để mà tiếp tục giữ cho mình đừng có nghèo đi. Rich people cannot afford to be less rich. Và vì vậy cho nên tất cả thời giờ năng lượng họ lấn đặt vào cái chuyện lòng tiền. Businessman. Và vì vậy cho nên không có thời giờ để đặt những câu hỏi gọi là vớ vẩn về cuộc nhân sinh. Là ta là ai? Ta từ đâu tới? Cuộc đời có ý nghĩa gì chăng? Thành ra những người giàu quá nó thoát khỏi cái tai nạn những con sen bò nát óc. Nhưng mà cũng rất là tội nghiệp. Sống một cuộc đời 80 năm, 100 năm mà không có được cái cơ hội ngồi yên để hỏi những câu hỏi căn bản về cái cuộc sống của mình. Đó là một cái tragedy, một cái bi kịch của cuộc sống. Thành ra giàu quá là một cái tai nạn. Và thứ hai, cái loại thứ hai là những người nghèo quá. Những người mà nghèo quá, không có nhà cửa, không có cơm ăn, không có áo mặc, vợ con đau, không có thuốc men. Vì vậy cho nên để hết tất cả cái hình hài, cái tâm trí của mình để đi làm kiếm tiền, thì những người đó cũng không có được cái thì đặt cho mình những câu hỏi về ý nghĩa, về giá trị cuộc sống. Những người giàu quá và những người nghèo quá. Mình là ai? Mình đó là những người không có thuộc về thứ giàu quá. Mình cũng không thuộc về những cái thứ nghèo quá. Thành ra mình có cái cơ hội để đặt những câu hỏi. Đặt những câu hỏi về cái ý nghĩa của sự sống mình. Về cuộc đời, về kiếp nhân sinh. Nhưng mà cái những câu hỏi đó mà nếu giao phó cho cái khối óc thì thật sự là mình không bao giờ tìm ra được những cái câu trả lời. Chúng ta là những người đã từng tu học, đã từng thiền tập. Chúng ta biết rằng cái bộ óc của chúng ta không có đủ sức để mà cống hiến những cái câu trả lời. Tại cái bộ óc nó đại diện nhiều cho cái trí năng, cái intellect. Mà con người của mình không phải là chỉ có cái trí năng. Con người của mình nó nhiều hơn trí năng. Cái tâm thức của mình không phải chỉ là ý thức. Mà nó còn là tàng thức. Và nếu mà mình chỉ làm việc bằng khối óc, tức là bằng trí năng, thì không có bao giờ có thể đưa tới những câu trả lời để làm thỏa mãn những con sen đang bò nát óc. Mình càng suy nghĩ thì óc mình nó càng nát. Và cái đạo, cái câu trả lời của mình đi tìm không có thể nào mình đạt được bằng con đường trí năng. Và rốt cuộc mình nằm xuống mình chết đi về những câu hỏi đó, nó vẫn không bao giờ được giải quyết. Chiều nay một tỉnh than buồn nhất bên đóng vào xăng tiếng trả lời. Quý vị xăng ở bên này không biết xăng là cái gì. Xăng tức là cỗ quan tài, cái hòm. Khi mình chết rồi thì người ta đặt mình vào trong một cái rương dài làm bằng gỗ, có cái nắp
rồi để cái nắp lên đó, nó đóng đinh xuống, thì cái đó gọi là săn, săn tức là cổ quan tài. Chiều nay một chấm than bung dứt, đinh đóng vào săn, tiếng trả lời. Khi mà đóng cái nắp quan tài lại, thì người ta lấy đinh, người ta lấy búa, người ta đóng, và cái tiếng đóng đinh, cái đầy nắp quan tài, đó là tiếng trả lời cho những câu hỏi mình đã đặt ra trong trọn kiếp người mà chưa bao giờ có thể giải quyết được. Và đinh đó, hình ảnh của cái đinh là hình ảnh của cái chấm than. Vì vậy cho nên hai câu đầu là chấm hỏi và hai câu sau là chấm than. Chiều nay một chấm than buông dứt, đinh đóng vào săn, tiếng trả lời. Chúng ta không phải là những người quá giàu, chúng ta không phải là những người quá nghèo, thành ra chúng ta tránh được cái tai nạn là khỏi phải đặt những câu hỏi về cái kiếp nhân sinh. Và chúng ta không có một cái cơ hội để thỏa mãn những cái nhu yếu gọi là sâu thẳm nhất ở trong ta. Rồi chúng ta đang chạy những cái người quá giàu, những người quá nghèo, họ luôn luôn mừng rồi, họ chạy theo một cái đối tượng rất rõ ràng, đó là tiền bạc. Và vì vậy cho nên họ không có thấy được cái nhu yếu thâm sâu nhất của cuộc sống họ, là nhu yếu hiểu và nhu yếu thương. The need to love, the need to understand. Từ trong chiều sâu con người của mình, nó có một nhu yếu rất lớn là nhu yếu hiểu. Hiểu được cái ý nghĩa cuộc đời, hiểu được cái bản chất của thực tại, của tự thân mình. Và trong đạo Phật, chúng ta có cái danh từ kiến tánh. Kiến tánh tức là hiểu được cái bản chất của hiện hữu, của sự sống, của bản thân mình, kiến tánh. To look deeply into your own nature and to understand it. Nhìn sâu vào trong cái tự tánh của mình, của thực hữu, của bản thân, để hiểu được cái đó. Và đó là một cái nhu yếu rất sâu sắc của con người. Và cái nhu yếu thứ hai là nhu yếu thương yêu. Và cái nhu yếu thứ hai nó có liên hệ với cái nhu yếu thứ nhất. Tại vì khi mình không hiểu thì mình không có thể thương được. Và chỉ khi nào hai cái nhu yếu đó nó được thỏa mãn thì cái cuộc sống nó thực sự có ý nghĩa. Và mình mới có cái mà ta gọi là hạnh phúc chân thật. Còn những cái khác, cái thỏa mãn về vật chất, về danh lợi, về sắc dục, những cái đó nó không có làm cho mình thật sự hạnh phúc. Đó là những đối tượng của
thèm khát quá, ham muốn, và không có bao giờ làm thỏa mãn được những cái nhu yếu sâu sắc nhất của đời mình, là nhu yếu hiểu và nhu yếu thương. Chứ khi nào mình hiểu được với cái hiểu của các bậc giác ngộ như là Bụt và các vị Bồ Tát, chứ khi nào mình thương được với cái tình thương của các bậc giác ngộ, thương với từ và với bi, thì mới có sự thỏa mãn đích thực trong con người mình, mới có một cái gọi là fulfillment. Fulfillment tức là một cái sự thỏa mãn đích thực trong con người mình, mới có hạnh phúc. Và vì vậy, không bị kẹt vào cái tình trạng của những người quá giàu, không bị kẹt vào tình trạng của một người quá nghèo, là phải có một cơ hội để có thể thực tập hiểu và thương. Nhưng ta vẫn có thể bị kẹt vào một cái trạng huống thứ ba, là cái trạng huống đi tìm bằng kỹ năng mà không có đi tìm bằng tất cả cái con người của mình. Đó là con đường của những nhà triết học. Phần lớn họ dùng cái trí năng của họ để đi tìm. Phần lớn họ là những cái khối óc bị những con sên nó bám vào, nó bao quanh, nó làm cho mình chảy máu, nhưng mà không có đạt được tới cái hiểu đích thực và cái thương đích thực. Cái khuynh hướng của nhà triết học là chỉ học hỏi, chỉ đọc sách và chỉ suy tư thôi. Một cái khí cụ dùng để học hỏi và để suy tư là cái trí năng. Mà trí năng thì chưa phải là cả con người của mình. Cũng thi sĩ Vũ Hằng Chương có một lần ông ta nói rằng tại mấy hoang mang tìm kiếm. Hoang mang tìm kiếm, tại mấy hoang mang tìm kiếm. Lòng sao khát mãi chưa vừa. Ai lẽ có không màu nhiệm, đêm đêm ta hỏi người xưa. Từ đêm nào cũng thức để đọc sách. Hỏi người xưa tức là đọc sách của cổ nhân. Đọc sách cổ nhân để mong giải quyết những cái đề án như là có hay là không. Être và non être. Thì bốn câu thơ này nó cũng nói lên cùng một điều là đi tìm giải đáp những câu hỏi đó bằng cái trí năng. Tại mấy hoang mang tìm kiếm, lòng sao khát mãi chưa vừa, chưa có thỏa mãn. Đôi lẽ có không màu nhiệm, đêm đêm ta hỏi người xưa, đêm nào cũng thấp mật lạc để đọc sách, để đọc trực tiếp. Mà chân lý làm thế nào có thể tìm được khi mình đọc sách? Chân lý là phải tìm trong sự quán chiếu bằng sự sống hàng ngày. Mình được đi tu là mình có một cơ hội. Được đi tu là có cái cơ hội để thỏa mãn cái nhu yếu, những cái nhu yếu thâm sâu nhất trong con người của mình, là nhu yếu hiểu và nhu yếu thương. Và cái hiểu mà mình đi tìm là cái hiểu lớn, gọi là đại trí, Mahaprajna. Và cái thương mình đi tìm là cái thương lớn, gọi là Mahakaruna. Mình không đi tìm một cái kiến thức triết học mà người ta cung cấp trong các trường đại học. Mình không có đi tìm một cái tình thương tầm thường để được an ủi. Mình đi tìm một cái gì sâu sắc hơn, vĩ đại hơn. Cái hiểu của Bụt và Bồ Tát, cái thương của Bụt và Bồ Tát. Và vì vậy cho nên cái đời sống hàng ngày của mình phải được sống như thế nào để mình có cái cơ duyên mà phát triển được cái hiểu đó và cái thương đó.
Còn nếu mình bận rộn quá, mình chỉ lo những cái việc gọi là daily, mà mình không có cái cơ duyên chạm vào được cái nhu yếu đích thực và sâu sắc trong con người mình, thì mình bỏ phí cái đời tu của mình mà thôi. Cho nên khi mà sư chú phía sau hay là sư cô mà đốt lò sưởi, thì chúng ta phải tưới rau hay là đốt lò sưởi như thế nào để trong cái giây phút đó mình tiếp xúc được với cái nhu yếu sâu sắc nhất của mình, là nhu yếu hiểu và nhu yếu thương. Ở ngoài đời họ cũng tưới rau, họ cũng đốt lò, nhưng mà họ tưới rau là để cho rau tươi mà thôi, và đốt lò để cho nhà ấm mà thôi. Còn chúng ta tưới rau làm thế nào để cho cái hiểu ta nó lớn lên, cái thương của ta nó lớn lên, thì ta đốt lò như thế nào để cho cái hiểu của ta nó lớn lên và cái thương của ta nó lớn lên. Do đó cho nên trong thiền môn người ta nói rằng là khi mình gánh nước, mình bỏ củi, đó là những điều rất là mầu nhiệm. Tại vì gánh nước và bỏ củi là những cái pháp tu, chứ không phải là những cái công tác nặng nhọc của đời sống hàng ngày. Tức là mình làm công việc đó không phải là bằng cái thân xác của mình, mà mình làm bằng tất cả cái con người của mình, con người tròn vẹn của mình. Chúng ta có thể nấu một bình nước sôi và chế một ấm trà, mà chúng ta có thể làm rất hay. Bình trà ta pha có thể là một bình trà rất ngon, vì ta nắm được cái kỹ thuật nấu nước và pha trà. Nhưng mà điều đó nó chưa đủ. Khi nấu nước pha trà, ta phải làm thế nào để cho cái hiểu và cái thương ở trong ta nó được tiếp xúc và nó lớn lên. Đó là tất cả cái bí quyết của thiền tập. Ở ngoài đời, khi mà họ nấu nước, họ pha trà, thì họ chỉ cần để ý tới cái ấm nước và cái bình trà mà thôi. Còn mình là người tu, khi mình nấu nước pha trà, thì mình phải thực tập cái pháp gọi là thân tâm nhất như. Mình là phải có mặt 100% trong giây phút hiện tại, 100% trong cái chuyện nấu nước và pha trà. Đó là sự khác biệt. Và nếu sư chú không làm như vậy, nếu sư cô không làm như vậy, thì sư chú và sư cô không có khác gì người đời hết. Trong khi mình đứng, mình nấu nước pha trà, thì mình thực tập thân tâm nhất như. Mình phải có mặt một cách hoàn toàn 100% trong cái giây phút đó. Và trong giây phút đó, nó có cái sự tỉnh thức, nó có cái sự có mặt, nó có cái sự sống. Tại vì ở ngoài đời, tuy là họ làm việc rất nhiều, nhưng mà cái thân của họ ở một nơi và cái tâm họ ở một nẻo, họ muốn làm cho mau xong cái chuyện đó để về mà nghỉ. Họ muốn làm cho xong cái đó để được lãnh lương. Họ muốn làm cho xong công việc đó để được người ta khen ngợi rằng là họ giỏi, họ có thể thực hiện được những dự án như vậy. Nhưng mà mình là người tu, mình không có làm với những cái mục đích đó. Mình không làm để cho công việc nó thành, mình không làm để cho được sự khen ngợi. Mình làm như thế nào để trong khi làm mình có sự sống, mình có sự giải thoát, mình có sự an lạc, mình có sự thảnh thơi, mình có sự vững chãi. Và chính cái vững chãi, thảnh thơi, an lạc đó, nó làm lớn lên cái hiểu và cái thương của mình. Ví dụ như là khi mình đi từ nhà bếp lên thiền đường, theo nguyên tắc mục đích của cái sự đi ấy, là mình muốn cái thân thể của mình đang từ nhà bếp mà nó tới được thiền đường, đó là cái mục đích của cái chuyến đi. Nhưng mà đối với người tu,
Đi không phải là chỉ để mà tới, mà đi trước hết là để mà đi. Tại vì vậy cho nên trong mỗi cái bước chân của mình phải tạo ra được cái sự vững chãi, sự thảnh thơi, sự an lạc, sự có mặt đích thực của mình trong giây phút hiện tại. Và chính cái cách sống đó muốn đưa tới cái hiểu lớn và cái thương lớn. Lần mai mình vừa nói là there is no way to enlightenment. Enlightenment is the way. Enlightenment mình dịch từ cái chữ ngộ. Mình dịch cứ gọi là Satori. Đây là một cái phương châm của sự thực tập. Thường thường chúng ta nghĩ rằng cái sự giác ngộ, cái sự giải thoát nó là cái mục tiêu. Và chúng ta và con đường, nó có một con đường đi tới cái mục tiêu đó. Con đường đó mình gọi là đạo. The way. Cái này gọi là enlightenment. The way to enlightenment. Còn mình theo đây, mình nói từ cái điểm này tới cái điểm này nó có một cái khoảng cách. Mình không có thể đạt tới cái điểm này được nếu mình không có đi ngang qua cái khúc đường này. Thường thường mình hiểu như vậy. Nhưng mà khi mình nói là there is no way to enlightenment, tức là nó không có con đường nào dẫn đi tới cái giác ngộ cả, tại vì giác ngộ chính là con đường. Enlightenment is the way. Thì đây là một cái nhận thức nó đảo lộn, nó làm đảo lộn cái ý niệm về tu học của mình. Cũng như khi mình nói là there is no way to peace, peace is the way. Nếu hiểu được cái này, nếu hiểu được cái câu hỏi này, thì mình hiểu được cái phương châm của sự thực tập. Chúng ta biết rằng tại Làng Mai, cái phương pháp đi thiền, walking meditation, là cái phương pháp đi để mình có thể tới trong mỗi bước chân. We arrive at each step to make. Đi một bước là đã tới rồi, không cần đi nhiều. Tới đâu? Mình phải biết là mình muốn tới đâu. Đức Thế Tôn có dạy là quá khứ không còn, tương lai nó chưa tới, sự sống nó chỉ có mặt ở trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên mỗi bước mình bước là để đi tới cái giây phút hiện tại, đi tới sự sống. Sự sống có những cái mầu nhiệm. Sự sống chứa đựng niết bàn, chứa đựng đại bi, đại trí. Tất cả những cái gì mình đi tìm, mình phải đi tìm trong sự sống. Mà sự sống nó chỉ có mặt ở trong giây phút hiện tại thôi. Vì vậy cho nên mỗi bước chân mình là đưa mình về hiện tại. Đây là một cuộc cách mạng. Tại vì trong đời sống hàng ngày của mình có khuynh hướng bỏ cái giây phút hiện tại để chạy về tương lai. Mình nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có thể có mặt được trong tương lai mà thôi. Đó là một cái mê tín rất lớn của hầu hết chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc làm gì có mặt trong giây phút hiện tại. Chúng ta phải chạy về tương lai thì hòa may mới có hạnh phúc ở phương đó. Vì vậy cho nên ít ai trong chúng ta có khả năng an trú trong hiện tại. Mà không có an trú trong hiện tại thì không có thể nào mà tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm nó chứa đựng trong hiện tại. Những cái gì chứa đựng trong hiện tại, những cái mầu nhiệm nào được chứa đựng trong hiện tại? Phật độ, Buddha Land, Niết Bàn, Đại Trí, Đại Bi, Bồ Tát. Tất cả những cái gì mình đang đi tìm kiếm nó có sẵn ở trong giới hiện tại. What we are looking for is there right in the present moment. Thấy điều đó, trong đạo Phật nói thấy điều đó rất là nhiều.
Vậy thì cái mình gọi là enlightenment là ngộ, nó nằm ngay trong giây phút hiện tại. Còn nếu mình cho giây phút hiện tại là cái phương tiện để đi tới tới giác ngộ thì là mình đã sai rồi. Năm ngoái khi mà thầy dạy khóa tu cho đại chúng ở bên chùa Cao Mân, ở Dương Châu, thì thầy dịch là ngộ phi biệt đạo. Ngộ tức thì đạo. À, đây là mình dịch cái câu tiếng Anh ra tiếng Tàu để cho người Tàu họ hiểu và họ tu theo. Ngộ phi biệt đạo, ngộ tức thì đạo. There is no way to enlightenment. Enlightenment is the way. Trước hết mình phải định nghĩa thế nào gọi là ngộ. Ngộ tức là sự tỉnh thức. Ngộ tức là sự tỉnh thức. Mà tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là không có mê, không có quên lãng. Ví dụ như là mình khi mình uống một ly nước, mà tâm của mình nó bị lôi cuốn bởi quá khứ, nó bị lôi cuốn bởi tương lai, nó bị đắm chìm trong sự lo lắng, trong sự giận hờn, thì tuy là mình có uống nước nhưng mình uống nước trong trạng thái mê. Nhưng mà nếu mình thở một hơi có chánh niệm, mình trở về với giây phút hiện tại, mình thực tập được, mình thực hiện được cái trạng thái thân tâm nhất như, thân và tâm là một, mình có cái tự do, mình tự do đối với quá khứ, mình tự do đối với tương lai, mình có mặt 100% cho cái chén trà. Và trong khi uống, mình có ý thức rõ rệt rằng mình đang uống trà. Mình là một cái thực tại và chén trà là một thực tại. Mình nếu uống trà như vậy trong chánh niệm với sự có mặt hoàn toàn của mình và của chén trà thì đó là giác ngộ. Đó gọi là uống trà trong chánh niệm. Uống trà trong chánh niệm tức là uống trà trong giây phút hiện tại, không có bị lôi cuốn bởi quá khứ, không bị lôi cuốn bởi tương lai, không có bị đắm chìm trong những suy nghĩ, những ưu tư, những lo lắng, những phiền muộn. Mình và chánh trà thật sự có mặt, cái đó đã là ngộ. Bởi vì bản chất của ngộ, bản chất của enlightenment là chánh niệm. Và chúng ta đi thì cũng vậy. Khi mà ta đi trong chánh niệm thì ta đầu tư 100% cái thân và tâm của ta vào một bước đi. Nếu đầu tư được 100% thân và tâm trong bước đi thì tự nhiên ta trở thành con người tự do. Ta không bị quá khứ kéo lôi, ta không bị tương lai thu hút. Ta có tự do.
Và trong khi ta bước một bước như vậy, ta có niệm, ta có định, và ta có tự do, thì cái đó đã là enlightenment rồi. Vì vậy cho nên khi mà sư chú tưới cây á, sư chú phải tưới cây như thế nào để trong giây phút tưới cây nó có enlightenment, nó có ngộ, nó có hiểu và nó có thương. Và hết khi nào tưới cây là sư chú vuông bón, vuông bồi cái chất lượng của hiểu và thương trong sư chú. Mỗi khi sư cô phát trà là sư cô phát trà như thế nào để trong cái giây phút phát trà nó có niệm, nó có định, nó có tuệ. Và nếu có niệm, có định, có tuệ, tức là mình đang làm lớn cái khả năng hiểu và thương trong mình. Tại vì niệm đó là giác ngộ, mà giác ngộ nó càng ngày càng lớn và mình hiểu được. Chỉ khi nào mình có mặt thật sự với một cái nguồn năng lượng thì mình có thể nhìn sâu được, mình có thể tiếp xúc sâu được. Ta gọi là looking deeply. Looking deeply tức là regarding profondément. Mà looking deeply làm sao được nếu ta không có mặt. Nhìn sâu, thiền tức là nhìn sâu, nhìn thật sâu, tiếp xúc thật sâu. Mà làm sao nhìn sâu được, tiếp xúc sâu được nếu mình không có thực sự có mặt, nếu mình tán loạn. Muốn không có tán loạn thì phải có định. Có định tức là có mặt một cách đích thực 100% trong cái giây phút đó. Mà muốn có mặt thì cũng dễ thôi. Mình phải thực tập hơi thở và bước chân. Thực tập hơi thở bước chân, đầu tư 100% con người của mình vào hơi thở bước chân thì tự nhiên mình thực sự có mặt, mình có định. Mà có định thì tiếp xúc một cách sâu sắc được, nhìn một cách sâu sắc được. Và do cái sự tiếp xúc sâu sắc đó, do cái sự nhìn sâu sắc đó mà nó phát sinh ra cái tuệ. Cái tuệ đó là cái thấy. Cái thấy này không phải là chỉ là cái kết quả của sự suy nghĩ, của trí năng, mà kết quả của cái sự tập trung cả thân và tâm, thân tâm nhất như ở trong thiền tập. Chúng ta sử dụng cái thân ta để thiền tập, chứ không phải là chỉ sử dụng cái tâm. Cái tâm của chúng ta nó có hai phần. Con người của ta nó như vậy. Nó là một cái tổng thể. Một bên là thân, một bên là tâm. Và tâm á, cái phần trên là phần ý, và phần dưới là phần tàng. Phần tàng nó vĩ đại bằng cả 100 lần phần ý. Bên này là thân. Thực tập thiền quán là thân tâm nhất như, thân đi về với tâm và tâm đi về với thân. Thực tập thiền quán không phải là chỉ sử dụng cái trí năng, tức là cái ý, mind consciousness, lơ măng tan. Ý này dịch tiếng Tây là lơ măng tan, dịch tiếng Anh là mind consciousness. Còn tàng này dịch tiếng Anh là store consciousness. Dịch tiếng Pháp mình dịch là lơ trề phong. Cái trề phong nó sâu, sâu lắm. Nó giống như là một cái tảng, một cái tảng băng sơn ở trên Bắc Cực. Mình lên Bắc Cực thì mình thấy nổi trên mặt nước những cái tảng băng như vậy này. Mình tưởng nó chỉ nhỏ bằng từng này thôi, nhưng mà kỳ thực nếu mà mình xuống dưới nước thì mình thấy rằng tảng băng này nó lớn, gọi là băng sơn.
iceberg. Cái Anh gọi là iceberg. Nó lớn lắm. Cái phần ý của mình á, nó là cái phần nổi của tâm. Mà cái phần tàn á, là cái phần chìm của tâm, nó lớn vô cùng. Mà mình tu mà chỉ sử dụng phần ý thì không có thể giác ngộ được. Mình tu phải dùng, phải sử dụng cả phần tàn, phần ý hợp với thân. Thân với tâm hợp nhất. Mà tâm ở đây không phải chỉ phần ý, mà chỉ phần tàn. Thì chỉ khi nào có cái sự hợp nhất hoàn toàn là thân tâm như vậy thì mới chọc thủng được cái màng vô minh mà đưa lại những cái câu trả lời làm thỏa mãn được cái nhu yếu sâu sắc nhất của con người, là nhu yếu hiểu và nhu yếu thương mà thôi. Chứ còn chỉ y cứ trên cái phần ý này thì sức mấy làm được chừng đó. Và do đó cho nên một cái giờ ngồi thiền, hai giờ ngồi thiền ở trong thiền đường nó có thấm thiết gì đâu. Phải đem cả thân tâm của mình mà đầu tư vào cái chuyện tìm kiếm này 24 giờ một ngày. Nghĩa là trong khi đi cầu, trong khi chạy răng, trong khi xúc miệng, trong khi nấu cơm, trong khi rửa bồn, mình đều phải làm cái chuyện đấy. Tức là mỗi giây phút của đời sống hàng ngày phải chế tác năng lượng, niệm, định và tuệ cả ngày. Sống một cách rất là tập trung, rất là chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Thì lúc đó mình có thể chọc thủng được cái màng vô minh mà làm hiển lộ ra khả năng hiểu lớn là đại trí và khả năng thương lớn là đại bi. Lúc đó mình mới có thể thành công được trong cái cuộc sống, trong cái cuộc đời tu học của mình. Chứ còn nếu mà mình chỉ lo làm việc, lo tổ chức cái khóa tu này, lo tổ chức khóa tu kia, lo làm cái chùa này, lo làm cái viện kia để cho nó được việc, thì bao giờ mình mới đạt được, mình mới thành tựu được cái ước vọng sâu kín nhất của mình là đại trí và đại bi. Cho nên cái bí quyết của sự tu tập chúng ta là sống chánh niệm trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Giây phút nào ta cũng có thể chế tác năng lượng, niệm và định và an trú trong đó. Bất cứ là làm gì, ngồi đâu, bất cứ là khi mình thở hay là mình quét nhà, hay là mình rửa nồi, hay là mình lặt rau, hay là mình lái xe, mình đều phải an trú ở trong chánh niệm, an trú ở trong định. Và cái năng lượng đó đã giúp cho mình sống sâu sắc, tiếp xúc sâu sắc với bản thân, với hoàn cảnh. Và chỉ có cái tiếp xúc sâu sắc đó, cái nhìn sâu đó, thì nó mới có thể giúp mình chọc thủng được cái màng vô minh và làm cho cái hiểu lớn và cái thiên thương lớn nó phát hiện. Mỗi giây phút mình sống như vậy là đã có ngộ. Phải uống nước như vậy tức là thực tập ngộ, tưới rau như vậy tức là thực tập giác ngộ, enlightenment, nấu cơm như vậy tức là thực tập giác ngộ. Thì nếu giây phút nào cũng là giây phút giác ngộ thì cái ngộ nhỏ nó đưa tới ngộ lớn. Ngồi nhỏ với ngồi lớn là cùng một bản chất. Cũng như là một giọt nước biển, nó cũng cùng một cái bản chất với tất cả đại dương. Vì vậy cho nên giác ngộ là vấn đề hàng giờ hàng phút, chứ không phải là một cái mục tiêu mà ta đạt tới sau 5 năm hay 10 năm thiền tập. There's no way to enlightenment. Enlightenment is the way. Nó có nghĩa như vậy. Và nếu làm được như vậy thì mình sẽ tránh được cái bi kịch mà Vũ Hằng Chương đã nêu ra trong 4 câu thơ. 4 bi kịch của nhà triết học. Dấu hỏi bao quanh tròn kiếp người, sơn bò đá cóc, máu thầm rơi. Chiều nay
một dấu thang buông dứt, đinh đóng bỏ phân, kiểm tra lại. Chúng ta đi ăn sáng và lát nữa chúng ta sẽ trở lại đây. Quý vị có cơ hội đặt những câu hỏi bằng tiếng Anh, những câu hỏi về sự thực tập và những câu hỏi về khóa tu mùa hè.